Mình sẽ điều khiển đèn led bằng bộ thu phát học lần. Đây là remote 4 kênh đã cố định sử dụng IC EV1527, được thiết kế với 4 nút nhấn riêng biệt cho 4 kênh khác nhau của chip. Thiết bị nhỏ gọn, dễ dàng bỏ túi, cầm tay hay che móc khóa. Được sử dụng để điều khiển cửa cuốn, cửa nhà xe, điều khiển cửa cổng, đèn led điều khiển từ xa, v.v. Các bạn lưu ý là remote mã cố định được mã hóa sẵn ngay trong chip nên không trùng lệnh với các remote cùng loại khác. Độ bảo mật cao hơn các loại remote mã gạt, mã hàng. Sản phẩm có kèm pin sẵn và có móc khóa như hình. Remote có mã cố định không thể tùy chỉnh mã hóa nên chỉ sử dụng với các bộ thu RF có chức năng học lệnh chứ không dùng để sao chép giống mã của remote khác. Hiện tại nó sẽ có bán hai loại, một loại 433 MHz và một loại 315 MHz. Các bạn có thể thoải mái lựa chọn theo nhu cầu của bản thân. Khoảng cách truyền của remote là 120 cho đến 150 m trong môi trường lý tưởng. Sản phẩm sử dụng pin alkaline 12V 23A, dòng làm việc lên tới 10 mA và công suất bức xạ là 10 mW với phương pháp điều chế là ASK, điều chế biên độ.